Chào đại gia đình thân yêu 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 xìu. Nay trời lạnh, sương mù, không có ánh nắng mặt trời. Cho nên là mình đứng ngay cửa sổ để review cho cả nhà mình xem và nghe tiếng con chim hót. Tiếng chim Manu, đủ loại chim. Và mình review cho cả nhà mình xem hai con chim nhỏ xíu. Đó, nó đang kêu, nó đang ăn ở ngoài kia, không biết cả nhà mình thấy không? Nó đang đu cái cục cái mồi của nó ăn. Nó nhỏ xíu à, bằng ngón cẳng cái của cả nhà vậy, cho nên không thấy đâu. Với mình bằng điện thoại mình không thể zoom lại cho cả nhà mình xem được. Trời, nhìn thấy buồn quá hả cả nhà. Bên nước ngoài ở đâu cũng vậy. Và mùa đông là buồn hiu buồn hiu. Không có như ở Việt Nam mình, hoặc là ở bên Thái Lan, Campuchia, Taiwan, Hồng Kông, Đài Loan. Ủa, Đài Loan cũng có tuyết nha, nha mùa đông. Nhật Bản. Nói chung là mấy cái nước đó, Singapore, Malaysia, Úc, toàn là nóng. Mùa đông nhưng mà người ta ít có lạnh, người ta nghe trời vẫn ấm, vẫn nóng. Còn ở bên Mỹ, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, các nơi, Đan Mạch, toàn là mùa đông và lạnh cũng giống nhau. Ở nhà mình nhìn thấy chó hù luôn ha. Ở vậy đó không thấy à. Đây cả nhà nghe cái máy, cái máy giặt của mình nó kêu không, Maxi, cái máy giặt của mình đó. Review cho cả nhà mình xem chút xíu. Cả nhà mình thấy ánh nắng có cái gì, cái ánh nắng mặt trời đó, nhưng mà nó bị mây trắng nó bao quanh đó, cả nhà tròn vo trắng trắng ở trên đó đó, nó không có ánh nắng được, tại vì lạnh quá rồi, ở trên đó là tuyết đó, nó che lại. Tuyết nó phủ trắng hết nha cả nhà. Khi nào mà nó nhiều quá, nó nặng quá thì nó rơi xuống nó thành tuyết. Còn giờ thì nó không có rơi xuống được. Ở nhà mình đâu thấy mặt trời phải không? Tại vì tuyết ở trên đó đó. Tuyết nó đóng quá cả nhà. Ở đây mình gọi nhưng mà mấy con chim nhỏ xíu nó cũng vẫn bay bay để nó ăn, và nó nghe tiếng của mình thì nó bay đi hết rồi. Có tiếng của con chim ăn sari, nó kêu gọi bạn nó. Nay thứ bảy mình chúc cả nhà anh chị em, vua cô chú ông bà, YouTuber
ngày thứ bảy vui vẻ và cố gắng làm YouTuber. Đại đại thành công. Còn mình thì chưa có kịp của anh chị em, còn nhỏ xíu nhỏ xíu. Cho nên là mong cả nhà chung tay góp sức đưa mình lên để cho mình bằng cả nhà. Đó là cái động lực mà để cho mình phát triển nhanh. Thì cô bà ông chú anh chị em, cả nhà YouTuber ủng hộ nhiệt tình cho mình để đưa mình lên cao hơn chút nữa. Còn bây giờ thì nó còn thấp chịu, lượt view thì nó không có bao nhiêu. Cho nên mình mong cả nhà giúp đỡ mình, đưa mình lên. Hãy thương yêu với nhau, nâng đỡ cho nhau. Mình thấy cả nhà vô cũng xem và bình luận thì mình rất rất là vui, rất là vui mừng. Và cảm ơn tất cả anh chị em hết trên YouTuber. Và mình cũng đang nỗ lực để mà làm những cái bữa nay trời lạnh hay khan tiếng nha cả nhà, thông cảm cái tiếng nói nó khào khào. Mùa đông trời lạnh là như thế, ở ngoài trời thì mưa râm râm, cho nên mình không thể đi đi dạo quanh cái vùng thôn quê nơi mình đang sinh sống, hay trời mưa, cho nên đứng ở trong nhà quay ra. Thì thôi, mình quay đến đây thì cũng chúc cả nhà ngày thứ bảy vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Cho cả nhà nghe tiếng chim chút xíu, rồi nó hết hót rồi. Đó, đó, đó. Đó, giờ nó đang hót là mấy con chim mà mình cho nó ăn đó cả nhà. Không biết tên, kêu tên nó tên gì mình quên rồi. Ông xã mình nói mà mình nghe rồi thì mình mau quên lắm. Hôm nay ổng cho mấy con cu và mấy con chim á, cu rừng á, ổng thảy đồ ăn. Nãy mình cũng thấy 4-5 con nó xuống nó ăn. Giờ thì nó, mình mở cửa ra thì nó bay hết rồi, mình đóng cửa sổ lại thì nó mới bay tới nó ăn. Giờ thì nó leo lên, nó bay vô trong cây thông, nó ở trên hết rồi. Và nó đang hót. Đó, nó bàn bay tới. Thì nó cũng dám là đáp xuống luôn, nó bay rồi. Nó lủi vô cây thông rồi. Rồi, tạm biệt cả nhà hết nha. Chào cả nhà. Ô va, cho coi mấy con chim nó lại nó ăn để nó đói tội nghiệp nó. Nó mình ở đây hoài nó đói. Rồi nó chửi mình kìa. Nó hót nó chửi mình kìa. Thôi, chào cả nhà hết nha. Ô va, à giang tu. Mình review cho cả nhà mình xem cái tỏi của mình trồng nè. Hành thì nó lên được có một củ à, còn 1, 2, 3, 4 củ nó chưa, 4 củ nó chưa lên, còn tỏi thì nó lên. Cái củ gừng thì nó cũng đang đâm chồi lên. Nhà thấy mình trồng tỏi chưa? Đây nè. Đó. Mấy cái tép tỏi mình thấy nó lên mọng á, và mình dấm vô chung với lại hành luôn. Mình trồng cái nó dễ thương ghê không? Nhưng mà nghe nói lá tỏi ăn được không? Phải cả ăn được hả cả nhà? Cả nhà comment ở dưới cho mình biết lá tỏi ăn được hay không nha. Cảm ơn cả nhà. Còn ở kế bên là cái cây bông. Cái bông mà hôm trước mình cũng có review một lần rồi.
và mình review tỏi cho cả nhà mình xem. Giờ nó mới có dược lên vậy thôi, để cho nó lên cho nó đẹp. Nếu cả nhà mình thấy mình trồng tỏi thì cả nhà mình là trồng tỏi cái lá tỏi ăn được thì cả nhà mình comment cho mình biết nha. Cảm ơn cả nhà hết, mình chào cả nhà hết nha. Ô va cho cả nhà xem chút xíu cái chậu tỏi của mình với chậu hành. Cảm ơn cả nhà. Ô va.